Rồi, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Tuấn ở trên kênh YouTube nhé. Trong sáng nay thì Tuấn sẽ cùng mọi người đi vào bên trong khu vườn này. Đây là một trong những cái khu cây giống và những cây công trình, cây hoa. Đại loại là nó một làng nghề thuộc Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội. Này người ta trồng, trước đây người ta trồng rất là nhiều mộc, cây mộc hương này, bên này rất nhiều cây công trình. Đấy, chị em đang mộ hàng này. Đấy, bây giờ thì Tuấn sẽ cùng với các bạn vào vườn nhà ông Cẩn nhé, xem là nhà ông đang trồng cái gì. Được biết là trước đây là ông Cẩn trồng rất là nhiều trà. Đấy. Những cái trà mà thời điểm sốt của ông ấy là rất nhiều tiền, nhưng mà ông lại trồng từ cây giống các bạn. Đấy. Thì cái bữa mà bị lũ lụt bão của Gian Di thì mình cũng chưa lên được, lần này thì lên xem là mức độ cây có bị ngập nước hay không. Đấy, lụt vào nhộng này. Ông trồng trà đây cũng lớn lắm, đây là nguyên một quả đồi của nhộng. Xe của ông đây, đi vào trong nhé. Đó, rất nhiều trà. Anh vợ ông đâu nhỉ? Ai à? Ông à, chào anh. Ây à, mất số của chú, chẳng gọi được. Ôi nheo ra này. Cá gì đấy? Chê phi, chê bò. Ai à? Có cái gì đấy? Chiều nay cải thiện à? Ừ, mấy anh em làm cầu. Bé ra tôi mua không được. Cầu đi qua cho nhà mình nhá. Ừ. Con này mấy cân? 8 cân. Ai chà. Chuyện này riêng mẻ à? À, riêng cầu. Ây da, kinh đấy. Con này là bắt được dưới hay là ngô này? Câu. Câu à? À, tự nhiên à? Khiếp nhờ. Kinh đấy. Chắc nó là đợt vừa rồi bão nó sổng ra ngoài cái gì? Thế được rồi. Áo, à, cá về ao nhà ta đấy hả? Quánh tay điện hay là cầu đấy? To thế. Nó ra ngoài là nó hao cái cá cắm cám công nghiệp rồi đấy. Đúng không? Ừ? Bọn ăn gà? Con gà chết, bọn băm băm ra nó ăn ghê lắm. Ái da. Ừ. Được đấy. Có lớp ni lông nữa vào. Đây, chú mấy anh ở làm một công trình nhớ nghe đi qua nhà ông Cẩn à? À. Ông ở luôn đấy mà. À thế thuê luôn nhà ông à? Điện nước ăn ở luôn đấy. Thế tiện quá. Hôm vừa rồi bão lũ thì chưa hỏi thăm tình hình thế nào, ổn không? Cây cối. Mọi thứ. Thế là ngon rồi. Dựng gì cả được sập vào cái gian này nhưng mà nó không cách. Riêng lô trà này thì ok, thế là yên tâm rồi. Đây thưa các bác ra xem lô trà nhé. Tâm hồng bắt diện, trà đỏ. Đây cả nhà cùng xem này. Những cây này là ông hạ đây là 3 năm. Đây nó to bằng ngón chân cái cả. Trước đó là ông làm thoát thân là 2, 4, 60cm.
trung bình vậy. Đây các bạn nhìn, số lượng nhiều lắm. Lúc mà ông ấy vào, ông Cần ông vào là số lượng khá là nhiều. Đúng thời điểm cao điểm của trà. Đây các bạn nhìn này, bát ngàn luôn. Đấy, kinh khủng. Cho cả nhà xem này. Đây là tuyển những cây. Nhưng mà kiếm Tết năm nay là nó có nụ lên để đánh về. Đấy, những cái trà này. Đấy, có bệ đẹp này. Đấy, cả nhà xem, bệ đây. Nói chung là trà mà được trồng trên cái đất đồi như thế này là cây nó sẽ thuần. Trước đây là gần như ông đầu tư 100% trên là có máy tre hết. Có lưới tre mà lưới đen hết. Nhưng bây giờ các bạn thấy là sau cái đợt bão gần như nó bay bung hết. Nhưng mà số trụ vẫn còn nguyên. Ông Cẩn này ông đầu tư cái vườn trà, đầu tư để làm hạ tầng với mọi thứ đây là cũng tương đối nhiều tiền. Không ít tiền đâu. Mà cái lượng cây bán ra có được nhiều đâu các bạn. Sau tuyển những cây bonsai này. Và bây giờ giá trà thì phải nói là chúng ta mua rất dễ mua. Không dám nói là rẻ. Rất dễ mua cả nhà. Đấy, cả nhà nhìn xem. Đấy, cây to đẹp như thế này. Thoát thân. Chung là ông lại không thích bonsai. Hoặc là chi phí để đầu tư cho việc làm bonsai thì nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng mà nếu mà đợt vừa rồi mà ông làm được bonsai thì đẹp lắm. Đấy. Năm nay chẳng biết là nụ chẳng thấy đâu thì không biết là hoa nó có bung đợt Tết hay không. Mình nghĩ là đợt này mà không có nụ thì chắc chắn là sẽ không có hoa được Tết rồi. Đấy. Cái đợt mà mộc hương nó sốt, lúc đó là cái phong trào thoát thân. Thì ông Cẩn là ông là người đầu tiên đi theo cái hướng là chọn làm thoát thân hết. Đấy. Và đa phần là những cây này nó cũng tự nhân giống được. Lúc đầu ban đầu thì cái lượng mầm giống thì ông phải mua. Sau đấy thì ông nhân bản lên, nhân giống lên. Cho nên là cũng giảm được rất nhiều các cái rủi ro. Nhưng mà tính ra chi phí cho cái hệ thống ráo dàn tre này cũng nhiều tiền các bạn. Hệ thống bếp phun nước, đầu tư cơ bản nó cũng lớn. Không ít tiền thế nào. Sao có nhạc đây nhé. Nhạc ở đâu mà to thế. Đấy, anh em nhìn xem. Những cái ruộng mộc hương. Đấy, bữa bão là nước nó bên kia khá nhiều. Bởi vì những nhà vườn ở đây là nó bám sát với cái sông Tích các bạn ạ. Sông Tích nó chảy qua đây. Rồi chúng ta đi vào nhé. Mình thì cũng thích cái dòng bonsai hơn. Nhưng mà thực ra ông có làm đâu. Ông không làm bonsai. Toàn thắp thân này thôi. Đấy, những cây bằng chăn chắn luôn. Nói chung là thời điểm này mà chơi trà là rất dễ chơi. Rất dễ chơi cả nhà nhé. Trước là ông chủ động làm cái luống khá là cao này. Đấy. Mọi người thấy là bây giờ cái lưới nó đã bay hết ra ngoài. Không che lưới nữa. Thì chắc chắn một điều là cây nó đã thuần hết rồi. Như vậy là cây rất thuần rồi. Nắng và gió rồi. À, trước đây ông ủ là toàn hệ thống lưới che khuất hết đây này. Bây giờ thì có cái lưới nào đâu. Thế là chơi trà mọi người là lo lắng nhất về cái chuyện là phải che lưới. Bây giờ thì không còn nữa rồi. Chủ yếu là trà đỏ nhé. Thâm hồng bắt diện. Trà đỏ. Số lượng thì cũng phải đầu vạn. Ông đầu tư nhiều lắm các bạn. Đấy. Hiếm có mới có những cây mà chân bệ nó lùn lùn này. Đấy, cả trăm cây mới được vài cây như vậy. Đấy. Những cây này thì mất công sức đưa dây vào uốn nắn. Nói chung là chấp nhận khoảng mất đôi năm nữa. Nhưng mà thời điểm này mà anh em mình chơi thuần túy thì là thời điểm rất tốt rồi để tuyển chọn những cây mà
thuận mắt ưa nhìn rồi. Đấy, xác định 5 năm nữa. Đây hình như là những cái rễ nó ra sao nhỉ? Đây là rễ còn lại này. Trước đây là ông bán lẻ. Đấy. Vườn trà này cũng nhiều tiền. Đây, đây là những cái chậu mà ông cho vào chậu này. Cho vào chậu thì cây rất là đẹp nhé. Sóng đẹp đây. Cái này mà anh em về chơi là đẹp này. Đấy, con này bầu 25. Bầu được kỳ 25, 20, 25 đấy. Chẳng biết có hoa hay không. Nhưng mà ăn uống chính ở dưới nhà kia chứ anh, hay là hôm nay cải thiện bữa thôi? Cải thiện rồi nó mới lên đây đúng không? Ông cần có hai cái nhà. Đây là một cái vườn. Anh, ông đâu anh? Chẳng thấy có hoa. Chú ơi, lô cây này, à đợt này là cây này mới có nụ, nụ Tết Tết đúng không? Cái lô kia chẳng thấy có nụ nhỉ? Có cho ra nụ đâu, ra nụ thì bón phát đặc nụ nhưng mà sau nó chết cây, đéo mua bán kịp, chết cây. Không kịp rồi, này. Không, kịp. Không tháng 5. Tháng 5 thì tao đến là tháng 5, nếu mà Tết hôm nay mà mua ấy, thì tháng 5 thì tao kênh lên tất như này. Cho lên bầu á? À? Cho lên bầu. Lại mất chi phí thêm. Lại chi phí thêm. Chi phí gì? Đẩy xuống lại đẩy lên. Vẫn phải thế chứ, để thế không có thì chết. Thì mày giờ cho vào. Cho vào chậu nhé, tưới gió là nó lay chết mẹ cây. Cho thế úp chặt lại xong cái giờ nó ra dễ đặt đến chậu phải nó lên ra mầm. Mày đánh về tầm tháng 4. Tháng 3. Tháng 4 thì đánh tầm này lên là không ổn đâu. Tháng 3 đánh. 3... Đấy, đánh tháng 3 nhưng mà tiết. Đánh mưa nhiều mất mẹ hoa. Hợp lý. Có đôi với cái hoa thôi. Hoa là tầm này phải bắt đầu ra lụ, bắt đầu tỉa, bắt đầu cắt bỏ lụ rồi, rẻ lụ nào. Đấy này, lụ rẻ lụ rồi, Tết nó mới to. Đấy không? Ui, to cái loại này đến dạng. Tí phần vào đeo mạnh khó. Nó nở nó cho cắt bớt chẳng hạn, nó kéo chứ không được vẽ hết. Không, kéo luôn thì đeo được vào nó dày đặc. Lấy kéo thì vẽ xe cái cấp cái là ra. Nó ảnh hưởng cái hoa cái lụ kia. Lấy kéo cắt là chuẩn nhất. Kéo bấm ấy. Xong rồi tự nó rụng lên rốn cái loại này nhé. Loại này sang năm mới tròn tán mới đẹp. Bởi ra từ giờ Tết là phải đưa vào chậu to phát nhỉ. Đưa chậu to phát là ra riêng nó lên mầm phát nó bắt đầu nó ra hoa luôn. Có ép xuống. Đấy. Đấy. Cái loại này là chưa Tết thế này. Yeah. Ra mầm thế này. Không. Này ra mơ mác. Giờ nó ngủ không ngủ đông hết, bắt đầu ra gần hết bắt sừng to tướng rồi. Lúc nó bật vào lên là lúc nó hoa tất. Trà bạch, bạch bây giờ là to rồi, nụ gần nở rồi. Bạch bây giờ to hết rồi. Nhưng lại đéo kịp Tết rồi. Không kịp. Bé này mắt cua đấy không kịp. Đây. Hoa này. Hoa này kịp, cái này kịp. Hoa riêng hoa này thỏa mái. Cái này kịp. Cái là nó được. Cái con kia mắt kia làm sao kịp được. Bây giờ cái loại này ấy, nó phải như thế này hết rồi. Ừ đúng rồi. Tết này còn chuẩn bài. Giờ làm gì có hoa nữa mà cái loại này. Đấy. Mắt kia vứt hết. Mắt kia rồi bên lạnh rồi. Rồi rồi. Đấy. Tháng này mưa nhiều. Mưa đấy không giữ được này là tuyệt vời rồi. Năm nay là Tết này lại đắt. Hôm nào mà có Tết lại đắt. Tại vì năm nay mưa nhiều bão nhiều. Không, nó cũng như nó lệ thuộc vào tài chính của dân này, thế đắt không bán được đâu nhé. Bởi dân làm gì có tiền đâu anh. Ừ, bây giờ trà tàu nó về đầm ấm. Hôm nay cái tầm này là bán Tết mà nó hoa đẹp chuẩn luôn đấy, đúng bài, đúng tầm vào chậu là vừa đẹp. Đúng rồi, bài cơ bản giá thôi. Còn đây là lô những cây giống. Cái giống của ông đây đây. Ờ, giống rất nhiều giống. Giờ xuống kia xem lô thị của ông. Anh em xuống kia xem lô thị nhá. Đây, dưới này là có một cái vườn thị.
Cái vườn thị này là ông ấy cũng vào từ thời điểm là cây nó nhất nhỏ. Mình phải nghiên cứu xem nào là các bạn thấy là cái cây thị đấy nó có phù hợp với các bạn chơi nghệ thuật hay không, hay là chúng ta trồng đại trà. Mọi người nhá, đây là cái vùng nó cũng hơi trũng hơn một tí này. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại như thế này là cũng rất mừng đấy nhá. Không ảnh hưởng, đây là tường vi này. Toàn là tường vi công trình thôi. Toàn cây giống kia mà. Ông ấy cắm bụi, ông cắm vào cái lỗ này. Đấy. Chung là trồng đại trà nhiều. Để xem cái lô thị trước đây đi dưới này. Thì ông rãi ngoài này. Cái này là đất đất vùng đất bán sơn địa, nó gọi là đất đồi luôn đấy. Nhưng mà các bạn thấy là ông ấy bơm một cái lượng phân lợn ủ đổ đây rất nhiều, cây nó cũng rất lớn nhá. Đấy, đây là cái thị này cả nhà. Chung là thị đây. À xin lỗi, không phải thị mà chay 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 thị bên kia. Đây chay này. Chay này thì cũng triển vọng đấy. Chuyện riêng chay nó cũng khá nhanh lớn. Vậy anh em mình sang sang thị đi. Đây. Chuyện bữa trước thì ông cho xem một số cây nó có cái chân đế rất đẹp. Đấy, cả nhà xin xem. Cây nó cao 2 mét rồi. Cũng nhanh lớn đấy. Đây các bạn nhìn này, có những cái thân gốc khoằn khoèo. Đây, gốc này đây. Cả nhà nhìn này. Gốc này. Khoằn khoèo là những cây này là chơi thế nghệ thuật là được rồi thế này. Vào dây định hình, vít cành xuống. Nói chung là để sổng cái này thì người ta chỉ thấy là chỉ có bán cây dạng cây công trình thôi. Bên tay phải của chúng ta đang xem đây là cây mai tứ quý nhé. Đây này là mai tứ quý này. Đó. Ra chơi cái này tuyển chọn thôi. Muốn tìm một cái thị đẹp thì phải lựa cái gốc mà. Kia là cái gốc quằn quại về cắt thu nó vào. Không để sổng thế này. Ôi ông trồng nhiều lắm các bạn, tương đối nhiều này. Cây nó hoành như thế này rồi, hoành khoảng 13 13 cm. Vành cái này chỉ có lọc những cái chân bệ nào đẹp thôi, đến ra riêng thì có thể là lên đánh sau nuôi cắt giật lại. Còn để sổng thế này khó làm. Dòng thị là một loại cây nó ưa nước, ý là nó không chịu được hạn nhiều, nó rất háo nước, nó cũng giống như cây hoa dẻ này. Nhiều lắm. Nói chung là về cây, về số lượng cây này cũng nhiều cây là ổn, không bị ngập nước, không chết cây là may mắn rồi. Không mấy hộ gia đình ngoài kia thì rất căng các bạn ạ. Mệt mỏi lắm. Chết nhiều. Đây chay đây. Chay mà nuôi được nó lớn như ngổ luôn, rất nhanh lớn. Chanh. Đấy, ông ấy trồng cả chanh ghép vào bưởi trước này. Đấy, chúng ta vừa xem một vòng. Tuấn đã đưa cho các bạn xem này. Đấy, gồm có trà này, trà đỏ này, thâm hồng bát diện này. Rồi là những cây chay. Rồi là những cây thị. Đấy, và toàn cảnh cái
khu vườn nhà ông đây. Và các bạn xem được video này có thông tin gì hữu ích, hoặc là anh em mà có quan tâm những cây gì đó thì có thể là liên hệ với Tuấn qua số điện thoại là 0982 786 836. Và chúng ta hãy kết bạn với Tuấn qua Zalo, rồi là bấm theo dõi đăng ký kênh qua cả TikTok giúp mình nha các bạn nhé. Rồi, Tuấn xin phép là dừng lại video ở đây. Xin chào cả nhà.